Như đã chia sẻ với quý vị là gia đình em đi chơi cái nơi gọi là Winter's Fair là đó, giấc mơ tình ở Cali. Đây là đó, cái nơi mà người ta sẽ làm những cái trò chơi tuyết giả để mà cho có cái không khí của mùa đông. Careful, you're going downwards to me. Careful, careful. Thì hôm nay là lần đầu tiên em nhỏ sẽ thử ice skating, là trượt băng. Đó, quý vị thấy nè, mới bước lên ha, là còn, nói chung là còn chập chững đó, từng bước một. Chị hai thì cũng cà nhích, một hồi chị hai đứng yên tại chỗ luôn, ở yên một chỗ luôn đó quý vị. Đó, bắt đầu là bây giờ là chị hai cần nhất thôi. Quý vị thấy mấy cái bột màu xanh này, nó gọi là cái helper, tức là nó giúp phụ trợ cho những người mà không có biết đi lần đầu, để mình không có bị té, mà mình không cần phải có người giúp. Đi một vòng thì em mỏi tay, nhưng mà ngồi suy nghĩ một hồi lại thử tiếp. Em nói là lần đầu, tại vì bố cứ giữ lấy em cho nên em không có tập được. Mẹ mới nói là ok, như vậy con vịnh cái thành, con đi thử một mình để con quen cái chân. Giờ mình tiến bộ nhanh ngay cả nhà, thấy không? Đó, đây là đi được mình rồi. Quý vị nhớ coi tới gần cuối chót nha. Cái kết cái kết rất là hậu hĩnh. Bây giờ chị hai vượt qua mặt luôn, quý vị ngờ chưa? Wow. Đó, hồi nãy là còn nhúc nhích đứng yên tại chỗ. See, you wanna go one more? Bây giờ em cũng nhanh hơn rồi. Nói chung là các bạn nhỏ nhà này tiến bộ nhanh quá quý vị ơi. Bạn lớn cũng tiến bộ luôn kìa. Ý. Mới vừa khen là chúa nhủi rồi. Nguy hiểm quá nha. Rất ư là nguy hiểm. Bây giờ thì đi thông thả ngang nhiên luôn kìa cả nhà. Giờ là em biết dùng hai chân đều luôn. Nếu mà cả nhà thắc mắc tại sao mẹ đứng ở ngoài nói không á, mà chỉ cái này cái nọ, thì thực sự là mẹ biết chơi trò này, nhưng mà mẹ đã bị chấn thương cái chân phải, lại cũng bị vấp mà té lật ngang. Và cũng cái chân đó sau này tập múa cứ bị lật hoài, té hoài, rồi tới đá banh bị lật tiếp, coi như là một bên chân nó bây giờ yếu hẳn luôn. Lúc này là thấy bố hơi xiển nhiễn nè, chuyện gì đây? Cả nhà cũng bật mí cho cả nhà biết, đây là lần thứ nhì bố thử thôi, cho nên là hồi nãy cũng định chụp cái helper đó. Một mỗi tự chơi. Quý vị thấy cái mặt mẹ lúc này không? Mặt có một chút lo lắng không hề nhẹ nè. Đó đó. Và sự lo lắng là có điềm trước nha. Ý ấy cha. Sao bố dám quay hẳn người lại vậy nè? Phải giữ lại bằng chứng vậy, thấy không? Lòm còn ngồi dậy. Chúng tôi đổ thừa con nít khác xô té cho coi. Bố con cũng mới vừa tập đi thôi, phải đạt quay người lại nữa. Đây là cái kết có hậu đó nha quý vị. Tại vì nghề của chàng á là đá banh trên sân cỏ chứ không phải trên sân băng. May mà cái áo dày đó, cho nên là té lên cái mông, thành ra không có sao. Are you okay? Hỏi mà đương nhiên là nó có nhận. Are you okay? You said I was like pro. You were. How'd you figure out? I just remember like watching ice skating videos. Để xuống mẹ, relax. Watching is one thing, but to understand, kind of like translate it in with your body is different. So, you ready to live in Canada now? Rồi bây giờ mình thử sang những trò chơi khác nè quý vị. Trước khi tới đó thì tới giờ ice cream trước. Em tự quyết định là em nên được thưởng, bởi vì em giỏi hơn bố luôn mà. Cảm ơn quý vị đã xem sinh hoạt của gia đình em. Hẹn gặp lại video kế tiếp với những trò chơi khác. Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và bình an.